Thông báo gì vậy? Hoàng thượng sắp mở Bát Thiên Tổ Yến. Phải đó, 20 năm trước Khang Hy Gia đã mời tôi một chầu, không ngờ cháu của ông lại mời tôi ăn nữa hả? Đông Quang à, cuối cùng anh cũng đợi được rồi. Đúng vậy. Hả? Cậu đã 60 tuổi sao? Cậu đã uống linh đơn diệu dược gì vậy? Lợi hại quá. Này, mười mấy năm nay á, tôi đã chép hết tất cả các cách thức làm đậu hũ mè cay và xuất xứ bí quyết của nó chép vào đây. Hy vọng lần này nó có thể giúp được cho anh đó. Biên Lương, tôi với anh chơi từ nhỏ đến lớn, không biết anh lại hữu dụng đến vậy. Nói chơi thôi mà. Biên Lương à, anh là anh em tốt của tôi. Cảm ơn anh nè, cảm ơn anh. Anh là tri kỷ lương bằng duy nhất của tôi. Tất cả mọi lần anh đều giúp tôi, lần này tôi có thể giúp lại anh, tôi cảm thấy vui sướng lắm. Đông Quang, tôi chúc anh nguyện vọng thành công. Cảm ơn anh, tôi không làm anh thất vọng đâu. Tôi nhất định biến chuyện đáng tiếc này thành chuyện đẹp đẽ. Ôi cha, bỏ rượu vô. Biết rồi. Thuy gia, bỏ ớt xanh vô. Nè chú Quang à, đậu hũ xào lâu rồi thì phải cho nước gà liền, nếu không thì đậu hũ phải chân lá phải không? Ờ phải đó. Nhớ rồi. Phải đó, phải đó. Thơm phải không? Ừ. Đợi một lát thử mùi giùm nha. Thịt có gân mà lại không mềm, làm sao mà cho người ta ăn đây Đông Phú? Em nói đi. Chỉ được cái cay, mùi vị đều bị át hết. Hiểu người ta làm sao ăn đây Thủy Gia? Ông nói đi, hả? Sao hả? Có được không? Mỹ Lương, vậy này anh nói đi. Hình như đậu hũ không được trơn, không được trơn lắm á. Hay lắm, vậy mà anh cũng phân biệt được. Miễn Lương á, tuy không phải là người kén ăn lắm, vậy mà cũng phân biệt được đậu hũ không được trơn. Mấy người nói mấy người làm việc kiểu gì vậy? Làm lại hết đi. Không phải vậy chứ anh hai, làm lại nữa. Trời ơi, làm từ sáng tới tối, anh tưởng em là người sát sao? Đúng với cậu hai, thật ra nấu món cay không phải là sở trường của chúng tôi. Nè nè nè, Đông Quang à, năm xưa cậu chỉ mới có 10 tuổi, với trí nhớ và cái mớ giấy rách kia kêu chúng tôi á, kêu chúng tôi phải nấu như vậy không tài nào nấu được. Nếu mà cậu muốn nấu giống hệt á, hỏi cha quá cố của cậu đi. Tôi đã Đông Quang, đại diện Bát Bảo Lầu, hoan nghênh các vị. Tôi biết các vị đều là đầu bếp giỏi, có tài nghệ riêng, nhưng mà Bát Bảo Lầu của chúng tôi chỉ muốn tuyển một sư phụ thôi, cho nên các vị đều phải trổ tài của mình. Món ăn của cuộc thi chỉ có một món, chính là đậu hũ mè cay. Mỗi sư phụ sẽ có 2 miếng gỗ, trên đây có ghi số. Một miếng là để bên dĩa sau khi làm xong, còn một miếng thì giữ lấy. Nếu trúng tuyển sẽ lấy miếng gỗ làm bằng chứng. Bây giờ 6 người một tổ, lập tức bắt đầu. Chuẩn bị, bắt đầu. Anh hai, đậu hũ như thế nào? Không phải quá mặn thì quá cay, thịt không đủ mềm, đậu hũ cũng không trơn. Không được, còn mấy người chưa thử, còn tới 2 máy dĩa lận. Anh có cần nghỉ một lát? Đông Quang. Mẹ, Nhi Nương. Thiên Tẩu Yến đã hại mẹ con mình thê thảm lắm rồi, tại sao con còn làm nữa? Mẹ à. Mẹ không muốn nghe. Phú à, để mấy đầu bếp về đi. Dạ. Nè, Đại Nương à, chị đừng có nóng giận mà, đừng nóng giận nữa. Đông Quang à, Đại Nương làm như vậy á là chỉ muốn tốt cho con thôi. Con làm ơn đừng có chọc tức mẹ con nữa mà. Nếu con còn đun vào nữa, mẹ sẽ không khách sáo đâu. Con biểu họ về đi. Mẹ à, đây là cơ hội tốt của con mà.
Mẹ, đừng mà, đại nương, mẹ, đại nương, mẹ, đừng mà, đừng mà, sao mẹ phải làm như vậy? Nếu mà con khăng khăng làm tiếp, phải muốn làm mẹ tức chết để cứu hộ mẹ. Mẹ, đại nương à, đừng có giận mà. Thật là ngon quá. Gì vậy Thái? Dĩa nào vậy? Dĩa nào vậy? Dĩa này nè, dĩa này, dĩa 38. Sao em lại biết? Hồi nãy em thấy nó văng lên mà. Số 38. Số 38. Hả? Anh hai, số 38. Đó kìa, đó kìa. Anh hai. Đúng quá. Đức Quang, anh ơi, ai là số 38, ai là số 30, số 38 phía trước kìa. Người đó hả? Phải đó, số 38, mau lên đi. Số 38, ôi da, sao đánh người ta? Tôi xin lỗi, tôi không biết cô là con gái. Tôi cũng không hiểu sao hôm nay tôi lại tới đây làm những chuyện không đâu như vậy. Là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Đồ hủ mẹ cây do cô nương làm á, trong cây có mè, trong mè có vị ngọt. Có phải là bỏ lương hương kim thảo và trần bì không? Nếu đơn giản như vậy á, tôi đâu dám tới dự ti chứ. Nịnh bợ quá. Ồ, cô nương quả là có hào khí và rất có lòng tin hoài lắm. Tôi quyết định tuyển cô nương làm đầu bếp chính của bác Bảo Lộc. Anh có quyền quyết định à? Hồi nãy tôi đã bị lão phu nhân kia đuổi đi đó. Chà, những lời mà cô nương nói cũng hay như món ăn mà cô đã làm. Tôi biết tôi không có chọn làm người rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn chọn làm nghề. Yêu cầu của tôi rất cao. Tôi nhất định là đáp ứng được yêu cầu của cô nương. Chưa thịnh giao. Lương tiểu tiểu. Ồ, lương cô nương. Ở đây đích thực là lương khá một chút. Hay là về nhà từ từ bàn. Thảo Dân Đái Đông Quang, bái kiến tổng đốc đại nhân. Đái Đông Quang, bốn quan được nghe bác Bảo Lầu có nhiều món ăn mới lắm. Thật ra thì không có gì đặc biệt đâu. Quan trọng mới là khách ăn được vừa ý. Món mà chúng tôi dự thi chính là đậu hũ mè cây. Nếu như bổn quan không có đoán sai, món ăn này chắc chắn là dùng phụ liệu đặc biệt để chế biến. Món mà bác Bảo Lầu dâng lên là đậu hũ mè cay chính thống đó. Thiên Tổ Yến là thuộc thiên gia mời khách, sao người có thể khinh thường như vậy? Đại nhân, tử nhân được dự thi Thiên Tổ Yến là vinh hạnh lớn nhất ở trong đời, sao mà dám khinh thường được chứ? Nhưng mà đậu hũ mè cay thì quả thật rất tầm thường. Bổn quan đề nghị ngươi lấy những món ăn cao quý một chút để mà dự thi. Đại nhân, có thể cho phép tiểu nhân nói vài câu không? Nói. Dạ. Nếu muốn bác Bảo Lầu làm ra những món ăn hòa quý tinh minh không có khó, nhưng mà người đến dự tiệc toàn là kỳ anh trưởng giả, đa số đều bị rụng răng vị giác thoái quá rồi. Cho nên đậu hũ mềm mại và mùi vị mè cay rất thích hợp cho người già để ăn. Những gì người nói cũng không phải là không có lý, nhưng mà dù sao đi nữa thì đậu hũ mè cay cũng quá hèn kém. Đại nhân, tử nhân có lòng tin đậu hũ mè cây sẽ xuất sắc hơn bốn món ăn khác. Người quá cố chấp, bổn quan không miễn cưỡng ngươi. Tử nhân nhất định sẽ làm hết sức mình, không khiến đại nhân thất vọng.